Trong bóng đá, có thể nói là ranh giới giữa người hùng và tội đồ rất mong manh, nhất là vị trí thủ môn. Cơ mà cũng có những tình huống mà người gác đền đến thi đấu ngớ ngẩn, khiến cho cả đồng đội lẫn đối thủ phải bất ngờ, còn người xem thì ôm bụng cười. Cùng xem những tình huống độc lạ ấy. 1. Đá như bán độ. Một tình huống để thủng lưới siêu ngố của anh chàng thủ môn Bruno. Từ đường chuyền bóng về khá tốt của hậu vệ Wallinson, bóng đến chân của thủ môn Bruno bên phía Rio Branco. Không có quá nhiều áp lực, nhưng anh đã mắc sai lầm cực kỳ tệ hại khi để bóng bật ra, tạo điều kiện cho tiền đạo Alisson bên phía Vasco dứt điểm ghi bàn. Và một điều khó tránh khỏi, đó là thủ môn Bruno đã bị các cổ động viên bóng đá Brazil tấn công dữ dội trên mạng xã hội với sai lầm ngớ ngẩn này. Rất nhiều người đã tố cáo thủ môn Bruno là bán độ và kêu gọi hãy bỏ tù. Tiếp theo là một tình huống ngớ ngẩn không kém, nhân vật chính là anh chàng thủ môn Marcio Rosa Cuva da Piandet. Anh đã để thủng lưới hết sức khó tin khi đội nhà đối đầu Benfica ở giải vô địch U23 Bồ Đào Nha hồi năm 2020. Phút thứ 8 trận đấu nói trên, Marcio Rosa giữ bóng trong chân ở tình huống không có bất kỳ sức ép nào. Mặc dù vậy, anh đã mắc sai lầm chết người khiến đội nhà bị thủng lưới. Cụ thể khi tiền đạo Henrique Araújo Benfica áp sát, Marcio Rosa lại đứng yên để đối thủ cướp bóng rồi ghi bàn vào lưới trống. Một pha xử lý như bán độ khác đến từ vị trí của thủ môn Haiti. Từ một pha chuyền bóng về của hậu vệ, thủ môn Joshua Duverger của Haiti đã mắc lỗi khó tin khi mà hai lần đá hụt, bất lực nhìn bóng lăn vào lưới. Không rõ người gác đền này suy nghĩ điều gì đó mà quên mất việc quan trọng nhất là phải chạm và kiểm soát quả bóng trong chân. Một anh chàng thủ môn khác cũng bị fan nghi ngờ bán độ sau pha bắt bóng không thể khôi hài hơn. Phút 89 trận đấu, từ một pha đánh đầu chuyền bóng về của đồng đội, thủ môn Brian Quay bên phía Kenya đã không ôm bóng mà dùng ngực khống chế rồi đi bộ trước khung gỗ. Tiền đạo Fahad Bazo của Uganda đã kịp thời áp sát và lúc này Brian Quay mới cúi xuống ôm bóng thì đã muộn. Fahad Bazo cướp được bóng rồi dễ dàng ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà Uganda. Mạng xã hội đã dậy sóng sau sai lầm ngớ ngẩn và khó hiểu của thủ môn Brian Quay. Nhiều người hâm mộ Kenya đề nghị cảnh sát điều tra vì có dấu hiệu của việc dàn xếp tỷ số. Thủ thành Daniel Vega của San Jose Earthquakes cũng đã bị fan chê cười khi mà mắc lỗi không thể tin được trong trận đấu với FC Dallas hồi 2019. Tình huống hài hước diễn ra ở phút 26 khi thủ môn bất cẩn để bóng lọt qua chân lăn vào lưới từ đường chuyền về của hậu vệ Florian Zongwood. Sai lầm của Daniel Vega giúp FC Dallas mở tỷ số. 2. Bị đối thủ rình cướp bóng. Không biết những thủ môn bị cầu thủ đối phương rình cướp bóng, nhưng mà những tình huống hài hước như thế vẫn không hiếm gặp trong làng túc cầu. Phải chăng vì đối thủ quá nhanh quá nguy hiểm, hay vì những người gác đền này quá chủ quan? Như tình huống xảy ra trong trận đấu trên sân Bodmin Road, đội khách Sheffield Wednesday khởi đầu tốt hơn và có bàn thắng dẫn trước 1-0 do công của tiền vệ 22 tuổi Dennis Adeniran ở phút 26. Sheffield Wednesday đã giữ vững kết quả này cho đến phút thứ 89 thì bất ngờ xảy ra. Phút 90, Ipswich Town tổ chức tấn công nhưng mà không thành và thủ môn Bailey Beacock Farrell của Sheffield Wednesday đã ôm gọn bóng trên tay. Thủ môn tuyển Bắc Ireland này chỉ cần quan sát cẩn thận và phát bóng lên thì Sheffield Wednesday chắc chắn sẽ rời sân với 3 điểm. Tuy nhiên, Bailey Beacock Farrell đã sơ suất không phát hiện tiền đạo Macaulay Bonner của Ipswich Town đang rình rập sau lưng anh chờ thời cơ. Kết quả khi Bailey vừa đặt bóng xuống, Macaulay Bonner đã lao lên cướp bóng rồi truyền cho Scott Fraser để cầu thủ này dọn cổ cho Connor Chaplin ghi bàn gỡ hòa 1-1. Hay tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana tại World Cup 2022. Trong tình huống tấn công ở phút bù giờ thứ 9, Ghana treo quá sâu nên thủ môn Diogo Costa dễ dàng bắt gọn bóng. Tất cả đều hiểu rằng Costa phát bóng lên là trận đấu sẽ hết giờ. Bản thân anh cũng biết điều đó. Tuy nhiên, thủ môn của Bồ Đào Nha đã quá chủ quan khi đặt bóng sống dưới đất tạo điều kiện cho Inaki Williams của Ghana từ đằng sau chạy lên cướp bóng. Rất may cho Costa khi Williams bị trượt chân ở thời điểm quan trọng. Sau đó, Danilo Pereira cũng đã kịp thời lui về hỗ trợ phòng ngự và phá bóng giải nguy. Sau đó, trọng tài chính cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu. Tình huống ghi bàn đầy hài hước khác diễn ra trong trận đấu giữa Olympiacos Piraeus gặp Aris tại lượt đi tứ kết cúp quốc gia Hy Lạp. Cụ thể phút 85 của trận đấu, khi thủ môn Aris ném bóng xuống và chuẩn bị phát lên trên, thì tiền vệ Andreas Baklakis đang núp sau cột dọc đã chạy ra cướp bóng rồi sút thẳng vào lưới trống.
Và tương tự tình huống vừa rồi, ở pha bóng này, đối thủ cũng đã tranh thủ chớp thời cơ ghi bàn vì sự sơ suất của thủ môn áo xanh. Nghệ sĩ sân cỏ Ronaldinho cũng đã từng ghi một bàn nhờ vào kiểu ăn cắp từ thủ môn như thế. Tuy nhiên, ở pha bóng của Rô Vẩu, trong lúc thủ môn của Santos chuẩn bị phát bóng, Rô Vẩu trần vờn đi vòng quanh trước khi nhảy vào cướp bóng khi thủ môn này phát lên. Tuy nhiên, trọng tài chính không lấy làm hài lòng với sự phạm luật trắng trợn này. Ronaldinho bị thổi phạt thẻ vàng, còn bàn thắng không được công nhận. Siêu sao Lionel Messi cũng có lần định dùng tiểu xảo rình rập cướp bóng với thủ thành Rojas. Tuy nhiên, thủ thành người Anh đã kịp phát hiện ra âm mưu của đối thủ và quay lại, tạo nên một khoảnh khắc khá hài hước trong trận đấu giữa Man City và Barca thuộc khuôn khổ vòng 1/8 Champions League 2015. Vừa rồi là những thủ môn độc lạ với những kiểu bắt bóng khiến người hâm mộ ngao ngán. Đừng quên đăng ký kênh để xem tiếp những video thể thao hay nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại!